Nhỏ không học lớn làm báo chí, nhưng mà nhỏ các anh chị học, lớn lên anh chị vẫn đọc báo. Báo chí nó là thông tin trung thực khách quan hay nó còn là quan điểm? Người ta sẽ không đánh giá cao cái việc là cái tôi của nhà báo quá lớn. Có nhà báo tít, có do nhà báo rát. Đưa biết bao nhiêu người vào tù hoặc ngược lại kéo họ ra tù. Những cái được của nghề báo là gì? Sự lên ngôi của mạng xã hội. Làm được nghề này không khó, làm giỏi nghề này khó. Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay sẽ là bài viết Nhiều người vỡ mộng tiền ảo Pi. Bài viết được viết và đăng tải trên website spyroom.com bởi tác giả Quyết Văn. Chúng mình hãy cùng đi tìm hiểu nội dung của bài viết ngay bây giờ nhé. Đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem Mainnet là cái gì. Mainnet là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Main Network, tạm dịch là mạng lưới chính thức. Đây được xem là một phiên bản của blockchain hoàn chỉnh. Sau khi các developer thử nghiệm thành công trên testnet, mạng thử nghiệm, họ đã tiến hành áp dụng trên mainnet. Khi một cộng đồng coin phát hành mainnet, có nghĩa là coin này đã có blockchain riêng mà không phụ thuộc vào blockchain của bất kỳ đồng coin nào khác, kể cả Bitcoin hay là Ethereum. Điều này khẳng định bước tiến đột phá rất lớn của công nghệ đối với đồng tiền kỹ thuật số này. Mainnet là kết nối các phần mềm ví với nhau và dùng các giao dịch thông thường. Đối với testnet là để các lập trình viên thử nghiệm viết phần mềm, kiểm tra lỗi và thử nghiệm các tính năng của phần mềm. Ở một diễn biến khác, ngày 17 tháng 12 vừa qua, Pi Network thông báo giai đoạn chạy chính thức mainnet của dự án tiến hành trong ít ngày tới và người dùng có thể đưa đồng Pi của mình trên mạng lưới để giao dịch. Tuy nhiên, trái với dự đoán của nhiều người về việc mua bán Pi giá cao, dự án này chỉ chạy mạng khép kín, chỉ cho phép những trao đổi hàng hóa bằng Pi trên mạng lưới và cấm việc mua bán đồng Pi. Trong thông báo này, Pi Network cho biết thời gian gỡ bỏ các giới hạn đồng tiền này có thể giao dịch, tùy thuộc vào sự trưởng thành của nền kinh tế trong mạng lưới và quá trình KYC, xác minh danh tính của người dùng. Nhóm phát triển không đưa ra thời gian cụ thể, nhưng dự đoán sẽ bắt đầu vào ngày 14 tháng 3 năm 2022 cho tới ngày 28 tháng 6 năm 2022, hoặc là muộn hơn. Lộ trình này cũng chỉ hiển thị trên phần thông báo của ứng dụng, trong khi sách trắng của dự án lại không có bất cứ thông tin nào. Trong khi đó, nhiều người khác tỏ ra thất vọng với Pi Network khi tiền ảo này đã xuất hiện gần 3 năm mà vẫn vô giá trị. Đội ngũ phát triển cũng không đưa ra lộ trình thống nhất xuyên suốt mà thay đổi liên tục khiến người dùng bất an. Để đưa đồng Pi lên mạng lưới chính thức, Pi Network yêu cầu người dùng gửi thông tin chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu lên hệ thống. Nhiều người lo ngại thông tin cá nhân không thực hiện, chấp nhận mất số Pi đã đào. Hiện tại Việt Nam là một trong những nước có lượng người tham gia Pi nhiều nhất thế giới. Theo thống kê của Similarweb, lượng truy cập vào trang Pi Network từ các IP trong nước đứng thứ tư toàn cầu, chỉ sau Mỹ, Nga và Ấn Độ. Theo báo cáo của Google Trends, xu hướng tìm kiếm Pi tại Việt Nam nở rộ và trở lại vào cuối tháng 11, đầu tháng 12, sau khi có thông tin về dự án này khắp khởi chạy mainnet. Tuy nhiên, vẫn chưa có báo cáo nào về giá trị đồng Pi. Các chuyên gia khuyến cáo Pi thiếu tính minh bạch, nền tảng không công khai mã nguồn, không có lộ trình phát triển, còn ứng dụng trên smartphone yêu cầu nhiều quyền truy cập và danh bạ của người dùng. Ngoài ra, nếu tiền chỉ được lưu trên điện thoại hoặc là máy chủ tập trung, người quản trị có thể thay đổi và tạo ra số tiền tùy theo ý muốn. Khi đó, đồng tiền cũng không còn giá trị. Bay màu khỏi kho ứng dụng. Từ sáng ngày 21 tháng 12, ứng dụng đào tiền ảo Pi Network đã không còn xuất hiện trên kho ứng dụng Google Play dành cho điện thoại hệ điều hành Android. Trong khi đó, nhiều chuyên gia tiếp tục cảnh báo nguy cơ rủi ro khi sử dụng ứng dụng này. Ứng dụng Pi Network không còn xuất hiện trên Play Store khi tìm kiếm với từ khóa Pi Network. Kết quả chỉ bao gồm Pi Browser để truy cập một số tính năng. Bên dưới là những app không liên quan đến Pi Network. Đường dẫn đến Play Store của ứng dụng Pi Network vẫn xuất hiện khi tìm kiếm trên Google. Tuy nhiên ấn vào sẽ lỗi, không tìm thấy URL được yêu cầu trên máy chủ. Trong khi đó, ứng dụng Pi Network vẫn có mặt trên kho ứng dụng App Store của iOS. Một số hội nhóm Pi Network, nhiều người cũng chia sẻ tình trạng tương tự. Khi truy cập vào link có sẵn, kho ứng dụng của Google thông báo không tìm thấy ứng dụng. Trên trang chủ và kênh Twitter chính thức, đại diện Pi Network thông báo ứng dụng đang trải qua quá trình đánh giá thường xuyên và không có sẵn để tải xuống trên Google Play. Trang này hướng dẫn người dùng vào tập tin.apk trong khi đợi bản chính thức xuất hiện trở lại. Vài ngày qua, nhiều người Việt Nam quay trở lại đảo Pi khi có các tin đồn rằng tiền ảo này sắp có giá trị quy đổi. Theo thống kê của Similarweb vào tháng 11 cho thấy, tỷ lệ truy cập vào website Pi Network từ các địa chỉ IP trong nước tăng lên 58%,
đưa Việt Nam đứng thứ tư toàn cầu về lượng truy cập đến trang này. Trước khi biến mất, ứng dụng P Network từ vị trí ngoài top 100 trong tháng 11 vươn lên thứ 7 trên Google Play Store về số lượng tải và thứ 13 trên App Store Việt Nam. P Network ra đời từ 2019, dự án từng gây sốt đầu năm nay nhưng sau đó chìm dần khi hàng loạt tiền ảo với cơ chế tương tự xuất hiện. Đồng Pi sau nhiều tháng vẫn có giá trị bằng không, khiến nhiều người bỏ cuộc. Ứng dụng cũng gây nhiều tranh cãi, phía ủng hộ cho rằng Pi giúp người dùng kiếm tiền điện tử miễn phí mà không tốn công sức bằng cách điểm danh sau mỗi 24 tiếng. Theo chính sách của người dùng, Google cấm các ứng dụng vi phạm quyền riêng tư, lừa đảo, lừa dối người dùng hay lạm dụng thiết bị. Ứng dụng vi phạm sở hữu trí tuệ, mạo danh, gây nguy hiểm có thể bị xóa mà không báo trước. Từ đầu năm, nhiều ứng dụng được quảng cáo có thể đào tiền ảo bằng điện thoại xuất hiện trên Play Store, nhưng đến nay hầu hết đều vô dụng. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Nut. See ya!